Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gọi tắt là VFA, vừa có văn bản báo cáo văn phòng chính phủ về tình hình sản xuất, xuất khẩu gạo sau khi các nước tạm ngưng xuất khẩu gạo. Theo VFA, hoạt động xuất khẩu gạo từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 8 đạt 456.768 tấn, trị giá 155 triệu đô la Mỹ, so với cùng kỳ giảm 19% về số lượng nhưng trị giá tăng 30%. Tính đến ngày 18 tháng 8, vụ hè thu đã thu hoạch được sản lượng khoảng 5,495 triệu tấn lúa. Vụ thu đông đã gieo sạ 420.000 ha trên 700.000 ha diện tích theo kế hoạch. Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ và một số nước đã đẩy giá gạo tăng mạnh so với thời điểm trước, tác động lớn đến thị trường thương mại gạo thế giới. Hiện nay, giá cả biến động tăng quá nhanh dẫn đến chuỗi cung ứng bị đứt gãy từ nông dân, thương lái đến chủ nhà máy xay sát chế biến và doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Nguyên nhân chủ yếu do tâm lý chờ giá tăng khiến hợp đồng liên kết bị phá vỡ. Các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn trong việc huy động nguồn hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký. VFA kiến nghị chính phủ bổ sung quy định cụ thể về cơ chế báo cáo, phân công một cơ quan quản lý về tình hình ký kết, thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo và hàng hóa lúa gạo tồn kho của các thương nhân có đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 107/2018/NĐ-CP. Bên cạnh đó, chính phủ bổ sung cơ chế quy định giá sàn xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất cho nông dân sản xuất lúa.